khăn trùm đầu hijab, cà phê kopi hay cơm nasi lemak. Nếu không nhìn thấy vài dòng chữ Việt trên các tủ điện hay trên một vài biển quảng cáo, thì có lẽ nhiều người sẽ tưởng mình đang đi lạc vào một khu chợ của người Hồi giáo ở nước ngoài. Trên con đường Nguyễn An Ninh chỉ dài hơn 100m ở cửa Tây chợ Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có hàng chục cửa hàng chuyên bán và phục vụ các loại hàng hóa, dịch vụ dành riêng cho cộng đồng người Hồi giáo. Khu chợ này thường được biết đến với cái tên Phố Malaysia ở Sài Gòn, hay với du khách nước ngoài là Sài Gòn Halal Street. Khoảng 80% người buôn bán ở đây có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Malaysia với du khách. Đặc biệt, các cửa hàng bán thức ăn tại đây đều do người Chăm làm chủ, vì đại đa số họ đều theo đạo Hồi nên biết được khẩu vị cũng như những loại thực phẩm cấm kỵ trong các ngày lễ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.